Chương 1 Nguồn Mê truyện audio.com 3.000 vạn Tôi muốn mạng của Lạc Thanh Đồng Bên trong công hội ám sát năng lực xếp hạng số 1 thế giới, cái giá cao nhất trong ngày được đưa ra, nhưng mà 3.000 vạn này, cũng không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai, một thanh âm lạnh như băng, cự tuyệt cái giá vừa đưa ra. Không đủ 5.000 vạn Đối phương tự hồ không đặt mục đích không chịu bỏ qua, tiếp tục tăng giá không đủ. Vẫn như cũ không có ai quay đầu lại, cái thanh âm lạnh băng kia tiếp tục cự tuyệt, 8.000 vạn. Không, 100 triệu. 100 triệu đô, la. Con số này cuối cùng đủ rồi phải không? Tôi nhất định phải khiến cho lạc thanh đồng phải chết. Giọng nói có phần cuồng loạn phát ra từ phía bên kia, người phát ra thanh âm lạnh băng kia cuối cùng cũng không có cự tuyệt liền. Khi người ngồi sau máy tính đối diện cho rằng hắn ra sẽ đồng ý, thanh âm lạnh như băng kia lại có chút kinh bỉ vang lên. Tiên sinh, lần sau nếu ngài muốn ra nhiệm vụ, phiền toái ngài điều tra trước giá cả một chút. Nhiệm vụ ám sát Lạc Thanh Đồng vẫn luôn đứng đầu bảng trong danh sách nhiệm vụ ám sát trên thế giới, giá quy định là 1 tỷ đô la. 100 triệu. Bao nhiêu đó liền muốn lấy được mạng của Lạc Thanh Đồng. Vui đùa cái gì vậy, lần trước ám sát công hội của bọn họ phái ra ba tuyệt thế cao thủ thế giới bao gồm cả phó hội trưởng cùng vây sát lạc thanh đồng ba người này mỗi một cái tên nói ra đều đủ làm cho toàn giới dị năng phải khiếp sợ ngay cả nguyên thủ các quốc gia đều phải cẩn thận đối đãi đề phòng bằng mọi nguồn lực quốc gia nhưng mà đi đối phó với một lạc thanh đồng lại dễ như trở bàn tay biến mất không thấy tin tức đến bây giờ bọn họ còn không biết ba người kia rút cuộc sống hay chết từ đây giá cả của nhiệm vụ ám sát lạc thanh đồng trong bảng xếp hạng của công hội ám sát ở giới dị năng liền tăng lên, lại tăng lên đến vị trí số 1 hơn nữa, cho đến bây giờ cũng chưa có giá trị của ai vượt qua. Cũng không có ai dám tiếp nhận nhiệm vụ này, sở dĩ ra cái giá 1 tỷ cao ngất ngưỡng như vậy là bởi vì con số này cũng đủ làm cho một quốc gia đỏ mắt trông chờ, nếu quốc gia nào đó đang đối mặt với nguy cơ cấp bách về tài chính, có thể họ sẽ khởi động hệ thống tên lửa quốc gia, trực tiếp khóa chặt định vị của Lạc Thanh Đồng mà tiến hành anh tạc, chỉ có như vậy mới có khả năng giết chết nữ nhân đáng sợ kia, nói cách khác, cái giá khởi điểm 1 tỷ không chỉ đơn thuần là giá cả ám sát mà là cái giá để. Một nước toàn lực ra tay, nhưng mà cho dù như vậy, cũng không nhất định làm gì được tuyệt thế yêu nghiệt Lạc Thanh Đồng kia a rốt cuộc thì cô ấy cũng là trí tôn đồng thuật sư duy nhất trên thế giới, một đôi con người màu huyết yêu dị, cơ hồ có thể nhìn thấu hết thảy thế gian này, nếu mà nói cô có thể nhìn thấu quỹ đạo của đạn sau đó tránh đi, hắn cũng sẽ tin tưởng, 100 triệu Mỹ Kim, liền muốn lấy được mạng của cô ấy. Nếu không phải khách hàng là thượng đế, hắn liền muốn cười và mặt đối phương, ha ha. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, 100 triệu Mỹ Kim này, nếu đối tượng không phải lạc thanh đồng thì cũng được xem như là cái giá trên trời, mấy cái tiểu quốc cho dù là xuất hết toàn lực cũng không lấy ra được số tiền lớn như vậy, không biết lạc thanh đồng rốt cuộc đã làm gì chọc cho đối phương điên cuồng như vậy, người ở trong công hội ám sát biểu tình kinh ngạc, bãi biển tư nhân nào đó ở vịnh K, Tri, B, lạc thanh đồng nằm ngửa trên bãi cát, nhìn vào hạt châu kẹp giữa hai ngón tay dưới ánh mặt. Trời, hạt châu tròn trĩnh vô khuyết, hoặc nhìn như thủy tinh, lấp lánh và chói sáng lóa mắt như sao trên trời. Đây là bảo vật mà quận 51M quốc không tiếc tánh mạng cũng phải thủ hộ. Cũng không có gì đặc biệt a. À. Lạc thanh đồng nhướng mày nhìn viên châu trong tay, thật không biết người M quốc như thế nào lại xem nó như vận mệnh quốc gia, quận 51 phòng ngự ba trong ba ngoài, lấy năng lực của cô lẻn vào mà cũng suýt chút nữa thì bại lộ. Phải biết rằng, dưới đôi mắt màu huyết kia của cô, phòng thủ của quận 51 gần như vô dụng, nhưng mà dưới loại tình huống này, còn làm cô thiếu chút nữa bại lộ bị bắt, hạt châu này quan trọng như vậy sao? Lạc Thanh Đồng xem trái xem phải, chính là không thấy hạt châu này rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt, thiếu nữ nằm ngửa trên bờ cát trắng phao, hướng về phía ánh mặt trời, ánh sáng thái dương chiếu vào viên châu trong tay cô khúc xạ ra chùm sáng bảy màu, phụ trợ cho dáng người tỷ lệ hoàng mỹ kia nhìn cô lúc này giống như nữ thần mu sơ trong thần thoại Hy Lạp rung động lòng người, càng làm cho người ta cảm thán chính là khuôn mặt đậm nét phương đông tuyệt mỹ kia của Lạc Thanh Đồng. Thoạt nhìn giống như một con búp bê bằng ngọc bích, có chút huyền bí nhưng tinh tế thuộc về phương đông, nhưng khi nhìn đến viền mắt sắc bén cùng nụ cười tà ác trên môi kia của cô, nháy mắt khiền cho cô trở thành nữ thần hắc ám từ địa ngục ở phương Tây, mê hoặc nhân tâm, cùng tính, giống như một bông hoa đang nở rộ nơi địa ngục suy, không có tác dụng gì, nhìn không ra manh mối gì, trong lòng lạc thanh đồng cảm thấy có chút không thú vị, tùy ý cong ngón tay búng ra, đem hạt châu gạt sang một bên, thân là người nắm giữ sức mạnh siêu nhiên của thế kỷ 24, chí tôn đồng thuật sư, toàn bộ giới dị năng cũng như các quốc gia đều kiên kỵ sự tồn tại của cô, lạc thanh đồng hiểu biết quá nhiều bảo bối, thật sự là đếm không xuể, một món đồ mà người em mờ quốc coi trọng. Ở trong mắt cô cũng chỉ như một món đồ chơi nhỏ xinh đẹp thôi, nhưng mà không ai nghĩ tới, lúc Lạc Thanh Đồng đưa tay ném đi viên châu khiến quận 51 đưa ra cái giá trên giới để truy sát cô, trên mặt viên châu đột nhiên xuất hiện mấy dòng chữ cổ, dây tiếp theo liền nghe quanh một tiếng, một tia sét đánh tới, thân thể Lạc Thanh Đồng nháy mắt bị cuốn vào trong đó. A. À, trên bờ cát, mọi người tưởng khủng bố, sợ tới mức chạy trốn khắp nơi, không có ai phát hiện ra, ở trung tâm của vụ nổ, một thiếu nữ hoàn toàn biến mất ở thế gian. Chương 2 Nguồn Mê truyện audio com Chân diễn đại lục, bờ Tây, Đông Ly Quốc, Cửu Vu Sơn A. À, các ngươi là người phương nào? Thiếu nữ mặc trang phục hoa lệ màu hồng phấn, khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ bị người đánh ngã xuống đất, nàng trúng một chưởng ở đan điền, giờ phút này sinh khí toàn thân đều đang nhanh chóng bị xói mòn, trong phút chốc, nàng liền từ cửu đỉnh võ giả rớt xuống thành một người bình thường, thiếu nữ vô lực nằm trên mặt đất nhìn đám hắc y nhân đột nhiên xuất hiện bao vây bốn phía, không biết bọn họ rốt cuộc do ai phái tới. Bản thân tìm đến địa phương cực kỳ bí mật này bế quan tu luyện chờ đột phá, trừ. Bỏ vài người thân thích căn bản không có ai biết đến nơi này, toàn bộ cửu vu sơn lớn như vậy, những người này vì cái gì lại tìm tới nàng, hơn nữa vừa ra tay đã âm ngoan tàn độc như vậy, trực tiếp phế đi tu vi của nàng, rất nhanh, nàng đã có đáp án. Ha hả! Đại tỷ, Mùi vị trở thành phế vật có dễ chịu không? Một thiếu nữ toàn thân váy màu lam nhạt như nước chảy mây trôi, hai tay chấp lại phía sau tay áo, ngọc bội trên người phát ra tiếng vang len ken theo từng bước chân. Từ phía sau đám hắc y nhân chậm rãi đi ra, mỗi bước đi của nàng ta đều phản phất như đạp lên đầu quả tim của lạc thanh đồng làm cả thân thể nàng không không chế được trung lên. Lạc tâm ngưng, là ngươi, thế mà lại là ngươi thiếu nữ như thế nào cũng không nghĩ tới người ám hại nàng lại là người mà nàng coi như muội muội ruột thịt hết lòng chiếu cố lạc tâm ngưng tam tiểu thư nhị phòng trấn quốc hầu phủ lạc gia của đông ly quốc từ nhỏ liền bệnh tật ốm yếu không được coi trọng là nàng mang theo nàng ta bên người dùng tài nguyên của chính mình giúp nàng ta điều dưỡng thân thể cuối cùng lạc tâm ngưng cũng có thể tập võ thiên phú được khai phá liền trở thành người có thực lực thứ hai trong thế hệ thứ ba của lạc gia sau lạc thanh đồng mỗi người đều có lý do phản bội nàng chỉ có lạc tâm ngưng là không thể bởi vì tất cả những gì nàng ta có hiện tại đều là nàng cho nàng ta vì cái gì người vì cái gì lại đối xử với ta như vậy thiếu nữ như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng những chuyện xảy ra trước mắt nàng nơi nào có lỗi với lạc tâm ngưng thế nhưng nàng ta lại muốn đối xử với nàng như vậy thừa dịp nàng đang ở ngưỡng đột phá dẫn người đến vây hãm phế đi tu vi của nàng có muốn trách thì nên trách mệnh của đại tỷ quá tốt làm chướng mắt người khác đi lạc tâm ngưng nhìn thiếu nữ tuyệt sắc vẻ mặt trống rỗng đang nằm trên mặt đất không thể đứng dậy nổi trong lòng trào ra khoái chí không nói nên lời lạc thanh đồng đích nữ đại phòng lạc gia trước giờ lạc thanh đồng đều đè ở trên đầu nàng luận thực lực lạc thanh đồng là người đứng đầu trong số những người kế thừa đời thứ ba của lạc gia luận mỹ mạo lạc thanh đồng lại là đệ nhất mỹ nhân đông ly quốc khuôn mặt tuyệt mỹ da thịt trắng như tuyết, nõn nà như ngọc, mỗi ngày đều không cần chăm chút gì, tùy tiện đứng ở chỗ nào cũng trở thành tiêu điểm khiến người ta chú ý, đặc biệt là đôi mắt màu ngọc bích kia, giống như hai dòng suối chảy, rực rỡ lung linh, ống ánh trong suốt, phụ trợ cho dung mạo vốn đã thập phần xinh đẹp của nàng đến 12 phần, đều nói đại tiểu thư lạc da đẹp tựa tiên nữ, tuyệt mỹ không gì sánh được, giống như huyền nữ trên trời cao chỉ có thể nhìn mà không thể thân cận, thực tế đúng là như vậy, cho dù lạc tâm ngưng cũng được xem là một đại mỹ nhân, đều có loại cảm giác chỉ cần đứng bên người lạc thanh đồng, nàng lập tức từ mẫu đơn tuyệt diễm biến thành hoa cỏ dại ven đường, cái gọi là quốc sắc khuynh thành, chính là như vậy, nhìn lạc thanh đồng chật vật trên mặt đất vẫn như cũ không mất đi phong tư thanh nhã quý khí, lạc tâm ngưng trong lòng ghen ghét nói không nên lời. Nàng ta dậm chân bước lên, đưa tay bóp chặt cầm của lạc thanh đồng, nâng mặt nàng lên đại tỷ trong lòng thực tuyệt vọng sao đáng tiếc đây chỉ mới là bắt đầu chương 3 nguồn mê truyện audio com lạc thanh đồng còn chưa kịp phản ứng liền cảm giác được lạc tâm ngưng giơ tay phất một cái ba một cái có thứ gì đó liền rơi vào mắt nàng a à. lạc thanh đồng nháy mắt phát ra tiếng kêu thê lương đồ vật kia vừa va vào Hai mắt nàng lập tức bỗng rát giống như bị bị mỏ hàng hung hăng nung chảy, toàn bộ trước mắt trở nên tối sầm, trời đất đều quay cuồng lên, trên người nàng lúc này dính đầy bùn đất và cỏ vụn, tóc mai lạc thanh đồng lộn xộn, bàn tay che chặt đôi mắt, từ kẻ ngón tay nhìn ra được vết máu màu đen như mực, theo tiếng kêu thống khổ của nàng không ngừng chảy xuống. Phế đi tu vi của ngươi, còn không đủ a, à. đôi mắt này, ta cũng muốn phế bỏ. Lạc tâm ngưng mang vẻ cao cao tại thượng nhìn lạc thanh đồng đang không ngừng la hét lăn lộn trên mặt đất, giọng nói rõ ràng làm cho người ta cảm thấy ớn lạnh. Đại tỷ, ngươi cũng đừng trách ta, người không vì mình, trời tru đất diệt. Xử lý người xong chỗ tốt quá nhiều, ta căn bản vô pháp cự tuyệt, có trách thì trách số mệnh người thật quá tốt, đắc tội người không nên đắc tội. Lạc tâm ngưng dứt lời, trực tiếp hướng hắc y nhân bốn phía nói. Liền giao cho các người muốn chơi như thế nào tùy tiện chơi. Bất quá ngày mai ta muốn nhìn thấy một lạc thanh đồng thương tích đầy mình, trinh tiết cùng tôn nghiêm toàn bộ đều rách nát xuất hiện ở cửa thành phong lâm, đã nghe rõ chưa? Đã biết. Đám hắc y nhân xung quanh lớn tiếng. Không ít người nhìn Lạc Thanh Đồng đã lộ ra nụ cười dâm tà, đây chính là đệ nhất mỹ nhân Đông Ly quốc A, hiện tại lại tiện nghi cho bọn họ, chỉ tưởng tượng thôi mà đám hắc y nhân đều có chút gấp không chờ nổi, Lạc Tâm Ngưng không liếc mặt xem Lạc Thanh Đồng một cái, trực tiếp xoay người rời đi trong lòng nàng thập phần thoải mái từ nay về sau đệ nhất thiên tài lạc gia chính là nàng vinh quang mà lạc thanh đồng sở hữu cũng sẽ là của nàng mà lạc thanh đồng lúc này sẽ trở thành một phế nhân không còn trong sạch khiến lạc gia hổ thẹn cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ người kia giao phó cho nàng ha ha mấy huynh đệ có thể tận lực vui vẻ a à? thấy lạc tâm ngưng rời đi một đám hắc y nhân cùng tiếng cười dâm đảng xông tới, giờ phút này tu vi của Lạc Thanh Đồng hoàn toàn không còn, tay trói gà không chặt, căn bản không phải đối thủ của bọn họ, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn bọn họ càng lúc càng tiến gần tới chỗ nàng. Lạc tâm ngưng, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cho dù có thành quỷ ta cũng vĩnh viễn cuốn lấy người, làm cho ngươi chết không được tử tế. Nhìn những tên hắc y nhân không ngừng tới gần chính mình, Lạc Thanh Đồng trong lòng tuyệt vọng, nàng hung hắn cắn răng một cái, chuẩn bị cắn lưỡi tự vẫn, nhưng một tên hắc y nhân phát hiện ra động tác của nàng, thấy nàng dám tìm chết trước mặt mình và đám huynh đệ. Hắc y nhân trong lòng tức giận, hắn bước một bước tới chỗ Lạc Thanh Đồng, nắm hàm dưới của nàng, quăng tới một cái tác. Tiện nhân Huynh đệ chúng ta còn chưa có sung sướng xong, người cũng dám tìm chết. Hắc y nhân trong lòng đầy lửa giận, nhất thời quên mất tu vi của Lạc Thanh Đồng hiện tại đã mất hết, trở thành người bình thường, một cái tác kia hắn dùng hết sức lực, liền trưởng bay Lạc Thanh Đồng ra xa. Chết tiệt! Cái tên ngu ngốc này! Người đem người đánh chết làm sao bây giờ? Nhìn Lạc Thanh Đồng bay ra ngoài, thân thể đập mạnh vào gốc cây cổ thụ 10 người ôm không hết. Những tên hắc y nhân khác cũng giật nảy mình, bọn họ hung hăng mắng tên hắc y nhân kia một câu, vội vàng chạy qua xem, nhưng mà không có ai biết, khi bọn họ chạy qua tới, Lạc Thanh Đồng vừa bị đánh trúng cây cổ thụ ngất xỉu, bỗng nhiên mở hai mắt. 3. Một cổ khí thế mạnh mẽ cùng sắc bén đột nhiên từ trong cơ thể nàng tản ra. Chương 4 Nguồn Mê truyện audio.com Vì Đáng chết Thế này là thế nào? Lạc Thanh Đồng chỉ nhớ rõ chính mình vừa đem hạt châu kỳ quái lấy được từ quận 51 bắn bay đi, trước mắt nàng liền tối sầm. Sau đó liền mất đi ý thức, hiện tại vừa tỉnh táo lại như thế nào lại cảm thấy toàn thân vô cùng đau đớn. Đặc biệt là đôi mắt, cảm giác có ngọn lửa bùng lên trong mắt ập đến, trước mắt là một mảnh tối đen, hiển nhiên đã bị mù. Thế này là thế nào? Cả đôi mắt và cơ thể đều cảm thấy đau nhất, Lạc Thanh Đồng dù cường hãn đến đâu cũng không nhịn được đau đớn mà văn tục, đúng lúc này, có một cái móng heo sờ soạn tới. Ha ha. Ả à ta còn chưa chết Mấy huynh đệ, mau tới đây vui vẻ a, à, dựa theo thảo luận lúc trước xếp hàng đi." Lạc Thanh đồng bởi vì đôi mắt mù cùng cơ thể đau nhức, tâm tình vốn dĩ đang không tốt, nghe được lời nói của đối phương, khóe môi liền cong lên, gợi lên một ý cười khát máu cùng tà khí, "Thật tốt a, à, đối phương dường như muốn cường bạo nàng, lại còn không phải một người, mà là một đám người." "Giỏi." "Cực kỳ giỏi." "Từ khi nàng tạo dựng thanh danh cho tới bây giờ," Còn không có người dám ở trước mặt nàng nói mấy lời thô tục, chứ đừng nói tới hành động, những người này thật giỏi. Người cuối cùng tùy tiện chạm qua người nàng mà chưa được sự cho phép của nàng, lúc này cỏ mọc trên mộ cũng đã cao bằng một người, nghĩ nghĩ, ý cười trên khóe môi Lạc Thanh Đồng càng thêm tà dị cùng điên cuồng. Bang. Trong lúc người nọ đang nói chuyện, tay nàng bỗng nhiên chộp lấy vặn một cái, cổ của tên hắc y nhân động tay động chân với nàng đầu tiên liền trực tiếp gãy. Lão Tam mấy tên hắc y nhân khác vừa mới đuổi tới thấy cổ tên hắc y nhân này gập xuống làm sao không biết hắn đã chết sắc mặt bọn họ lập tức trở nên hoảng sợ nhìn qua lạc thanh đồng này không phải tu vi của nàng đã bị phế rồi sao đôi mắt cũng bị độc mù làm sao còn có thể giết chết lão tam phải biết rằng thực lực của hắn tuy rằng không phải rất lợi hại nhưng mà trong số mấy người bọn họ hắn cũng được xếp hạng từ trung bình cho đến thượng cấp thế nhưng bị một phế nhân một chiêu nháy mắt hạ gục, lại còn là một phế nhân mắt bị mù. nàng như thế nào làm được, bọn họ không biết rằng, lạc thanh đồng thân là đồng thuật sư, cũng là y độc song song tu luyện, không gì không giỏi, bởi vì đồng thuật sư có kỹ năng phụ trợ nghịch thiên như vậy. tại dị năng giới mười phần bị người ta ngấp nghé cùng thèm thuồng, hai mắt lạc thanh đồng trời sinh đôi đồng tử máu, nhìn thấu hết mọi hư ảo của thế gian, dám bảo thấu thị, phá phòng ngữ, không gì không làm được. Phòng ngự kiên cố nhất trên thế giới này cũng không làm gì được nàng, lầu năm góc, Lạc Thanh Đồng tự nhiên tới lui, nhà trắng của tổng thống phòng bị nghiêm ngặt, Lạc Thanh Đồng cũng tùy ý ra vào, thậm chí, các loại cổ vật, Lạc Thanh Đồng chỉ cần nhìn một cái liền biết thật giả ưu khuyết, càng đáng sợ hơn, nàng có thể nhìn thấu kinh mạch xương cốt của con người, biết tình trạng thân thể đối phương chỗ nào có bệnh, năng lực nghịch thiên như vậy, mang đến cho Lạc Thanh Đồng vô hạn chỗ tốt cùng tiện. Ngài. Đồng thời cô cũng chịu đựng lắm rắc rối mà loại năng lực này mang lại các quốc gia trên thế giới dị năng cổ võ đạo các giới đều muốn có năng lực của nàng muốn nàng vị bọn họ mà phục vụ mà lạc thanh đồng nếu không có chút năng lực tự bảo vệ mình chỉ sợ ngay từ ban đầu liền bị mang vào vòng cấm trở thành quân cờ hay là cái xác không hồn cho người khác khống chế làm sao có thể ở dị năng giới tạo lập uy danh như sấm làm cho cả dị năng giới cùng các quốc gia đều phải kiên kỵ đôi mắt bị độc mù Đối với nàng cũng không phải chuyện gì to tát lắm, cho dù không có đôi mắt này, hết thảy hành động của đối phương cũng đều nằm trong khống chế của nàng, chuyện này bút nữ chính lắm lắm luôn á mầm non, ai thấy không hợp, thấy vô lý quá thì mình có thể bắt ạ, à. ai thích lối edit của mình có thể lưu lại cho mình một bình luận khích lệ được không ạ? À? 3. Chương 5. Nguồn Mê truyện audio.com chắc trong hai tròng mắt của lạc thanh đồng lúc này chính là huyết quang hội tụ những tia máu nhỏ từ con ngươi lan ra đến đáy mắt vẽ ra một cảnh tượng ba d màu đỏ sậm. Từng hành động nhỏ của tên hắc y nhân trước mặt dưới hai tròng mắt đồng thuật của nàng đều bại lộ rõ ràng. Đây là một trong những công năng cơ bản nhất trong đồng thuật của lạc thanh đồng đồng thị dùng tinh thần lực tạo thành tấm lưới lớn thu hết mọi hành động của mọi người trong phạm vi tấm lưới đó này mạnh hơn gấp trăm lần so với hình ảnh tia hồng ngoại, nhờ vào loại năng lực này, cho dù là ban đêm hay thậm chí là mắt mù, Lạc Thanh Đồng cũng có thể quét sạch kẻ thù, nàng đã từng xông vào nhà trắng em mờ quốc vào ban đêm, đối phương dùng mấy ngàn khẩu pháo sáng luân phiên oanh tạc mà nàng vẫn có thể hành động tự do, đánh chết mấy trăm người xong lại thông thả trốn thoát, từ đó anh động dị năng giới, một đêm thành danh. Phịch, giơ tay đẩy thi thể trước mặt ra, trên khuôn mặt nhún đầy máu của lạc thanh đồng nở rộ ý cười tà tứ mà quyến rũ giống như một bông hoa khát máu cứ mỉm cười mà nhìn đám người mặc đồ đen lao tới muốn chết tôi thành toàn cho các người khuôn mặt như ngọc kia giờ phút này tản ra ánh sáng chói lọi đôi mắt thiếu nữ có phần vô hồn hai tròng mắt đẫm máu đen mở to giờ phút này toàn thân đều tản ra khí thế hung hãn khát máu đầu lưỡi non mềm nhẹ nhàng đưa ra liếm liếm vết thương ở khóe môi, cảm nhận được đau đơn, ý cười trên môi Lạc Thanh Đồng càng thêm sâu. Ngươi Phát hiện Lạc Thanh Đồng cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, nhìn Lạc Thanh Đồng đối diện lúc này giống như một con yêu tinh xinh đẹp đang hút lấy linh hồn của con người, một đám hắc y nhân cảm nhận được không phải là kinh diễm cùng si mê, mà là lạnh lẽo đến tận xương tủy, nhưng mà mới chỉ trong tích tắc, Lạc Thanh Đồng này làm sao lại cho người ta cảm giác đáng sợ như vậy một đám người trong lòng hết sức kinh sợ cùng nghi ngờ, nhưng mà cũng thật nhanh, nghi ngờ trong lòng bọn hắn liền tiêu tan, trở nên trấn định. Lạc Thanh Đồng, người không cần làm ra vẻ huyền bí. Lúc trước tu vi của ngươi còn, người cũng không đánh lại bọn ta, hiện tại trở thành một cái phế nhân, còn có thể làm gì? Muốn làm như vậy để dọa chúng ta chạy, ngươi quả là ngây thơ. Đám hắc y nhân này nghĩ Lạc Thanh Đồng thân là đại tiểu thư Lạc Gia, trên người khẳng định có không ít bảo vật cùng thủ đoạn bảo vệ mạng sống, tuy rằng không biết trước đó vì sao nàng không lấy ra, chẳng lẽ là cố kỵ lạc tâm ngưng còn ở đây. Trước cuộc tu vi của đối phương, có thể cao hơn bọn họ nhiều. Bất quá mặc kệ lạc thanh đồng có phải giải vờ bí ẩn hay không, bọn họ hôm nay đều không thể thả nàng đi. Các huynh đệ, lên! Một đám hắc y nhân cầm vũ khí lao về phía lạc thanh đồng, bọn hắn nghĩ, lạc thanh đồng đã là phế nhân cho dù trên người có chút thủ đoạn cùng bảo vật hộ mệnh cũng không dùng được mấy lần. Cuối cùng vẫn là một phế nhân mù lòa. Bọn họ cùng nhau lên, bắt nàng căn bản không cần hai giây, nhưng mà đám người này không nghĩ tới, bọn họ đoán trúng kết cục mà không đoán trúng mở đầu, chiến đấu đích xác chỉ cần dùng hai giây, nhưng không phải là bọn họ bắt lạc thanh đồng, mà là tất cả đều bị nàng giết, phanh 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 chấm t mắt lạc thanh đồng nở rộ từng đợt huyết quang, dây tiếp theo, thân thể này bay vụt lên lập tức xuyên qua đám người mặc đồ đen trong chớp mắt âm thanh vật nặng ngã xuống liền vang lên từng tên áo đen điên cùng vọt về phía nàng hai mắt trợn lên một đám ngã xuống mặt đất chết không nhắm mắt trên cổ bọn họ toàn bộ đều có một dòng màu rất nhỏ rất nhỏ vòng quanh cổ từ trước ra sau hừ lạc thanh đồng hừ lạnh một tiếng cổ tay rung lên thu hồi trâm ngọc còn dính máu trong lòng bàn tay Lưu Loát cắm trở về búi tóc trên đầu mình, ngay tại thời điểm nàng xoay người chuẩn bị rời đi, vanh một tiếng, một hơi thở cường hãn mang theo sát khí vô cùng sắc bén không gì định nổi hướng nàng ập tới. Chương 6. Nguồn. Mê truyện audio.com. Cái gì? Cảm nhận được đạo công kích hung hãn này, trong lòng Lạc Thanh Đồng kinh ngạc không thôi, giây tiếp theo, toàn bộ cơ thể nàng bay lên không trung, ở thời khắc cuối cùng giống như có thần trợ giúp nàng lùi về phía sau tránh được một chiêu đánh lén tất sát kia quanh tuy tránh được cái chết nhưng trên người nàng vẫn bị ảnh hưởng không ít nàng lão đảo lùi về sau vài bước cảm thấy huyết khí cuồn cuộn nơi lồng ngực hai tròng mắt của lạc thanh đồng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra cổ lực mạnh mẽ kia một đạo công kích vừa rồi tương đương với công kích của một khẩu pháo ion hạng nặng từ khi nào nhân loại lại có sức mạnh như vậy đây rốt cuộc là cái địa phương quỷ quá gì, Lạc Thanh Đồng cho rằng giờ phút này chính mình đang ở rừng cây vô danh nào đó trên địa cầu. Nhưng hiện tại xem ra nơi này rất có thể không phải thế giới nàng từng sống, ngay khi ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu Lạc Thanh Đồng thì nơi phát ra đạo công kích sau lưng nàng, lại một lần đánh ra một chưởng mạnh mẽ đến nỗi khiến người ta cảm thấy kinh hoàng, hiển nhiên, chiêu đầu tiên chưa trúng, người này lại muốn ra tay lần nữa. Không xong. Đam Mỹ hài cảm nhận được nguy hiểm, sắc mặt lạc thanh đồng liền biến đổi, hơi thở của những người này đều quá cường hãn, mỗi một người đều nằm ngoài dự đoán của lạc thanh đồng, hơn nữa mỗi lần nàng quét mắt qua, chỉ có thể nhìn được một chút hình ảnh mơ hồ mà không thấy rõ chỗ ẩn thân của đối phương, từ bao giờ mà đồng thị của nàng trở nên vô dụng như thế, quận 51 phòng ngự nghiêm mật như vậy, nàng cũng có thể ra vào tự nhiên. Hiện giờ chỉ có vài thân hình gần trong gan tất, nàng lại không nhìn rõ. Được, những người này không giống bình thường trong đầu lóe lên chủ ý, Lạc Thanh Đồng nhanh chóng quyết định, trực tiếp cắn một cái ở đầu lưỡi mình, máu từ đầu lưỡi phun ra, hai con ngươi lúc này đầy tơ máu, lần này liếc mắt liền nhìn thấy rõ bộ dáng của những người phục kích nàng, đó là một đám ngân y nhân, hơi thở trên người mỗi người đều cực cường hãn, khí huyết cuồn cuộn, những hắc y nhân trước đó đều không thể so sánh được, không chút thách khí mà nói, cho dù là mấy trăm hắc y nhân cũng không đối phó nổi một người trong đám ngân y nhân này cao thủ tuyệt đối là cao thủ từ lúc lạc thanh đồng thành danh cho đến bây giờ lần đầu tiên cảm nhận được uy hiếp lớn như vậy còn không kịp nghĩ nhiều huyết quang lóe lên trong mắt nàng nàng phải nhanh chóng tìm được đường sống trong trăm lối chết mà kẻ thù đã vạch sẵn dây tiếp theo thân thể lạc thanh đồng giống như mũi tên rời khỏi cung tên nàng bỗng nhiên hướng về phía trước mà bay tới phanh đám ngân y nhân lại lần nữa đánh ra một đạo công kích lạc thanh đồng hướng tới gốc cây cổ thủ bên người Hai chân dẫm mạnh lên thân cây lấy đà, hung hăng phóng đi, thân thể đột nhiên xoay một vòng hình chữ S giữa không trung, tránh đi sát chiêu của đám người kia, viễn chuyển giống như một con hồ điệp giang bay múa, hướng về chỗ sâu nhất trong cửu vu sơn mà chạy. Đuổi theo Một ngân y nhân bịt mặt đen từ bụi cỏ nhảy ra, nhìn Lạc Thanh Đồng thoát được sát chiêu của bọn họ không khỏi cảm thấy kinh ngạc, bọn họ vốn là đang âm thầm giám sát những người đó đối phó Lạc Thanh Đồng tuyệt đối không có khả năng thất bại, không nghĩ tới tính tình đối phương bỗng nhiên đại biến, thế nhưng đánh chết một đám hắc hi y nhân hiện tại lại trốn thoát từ tay bọn họ, lấy thực lực của bọn họ ở Đông Ly quốc này, lại để cho một người mù không có tu vi chạy thoát. Rốt cuộc là may mắn hay là mặt? Kệ là nguyên nhân gì, hôm nay bọn họ tuyệt đối không thể buông tha cho Lạc Thanh Đồng. Chương 7 Nguồn Mê truyện audio.com 333 Thân hình Lạc Thanh Đồng linh hoạt đi lại trong rừng rậm cây cỏ cao Nhờ vào kinh nghiệm băng rừng phong phú Lạc Thanh Đồng vẫn luôn duy trì khoảng cách với những người đang truy kích nàng ở phía sau Nhưng mà cũng chỉ có thể duy trì nhất thời thân thể này đang bị thương Căn bản không thể chống đỡ lâu dài được Cho dù Lạc Thanh Đồng ý chí kiên cường Có thể cố chống đỡ đi chăng nữa Nhưng thương thế trên thân thể sẽ làm tốc độc cùng độc tác của nàng thêm trở Ngại mà người đang đuổi theo phía sau Thực lực lại cường đại không giống như nhân loại, Lạc Thanh Đồng tự đánh giá thực lực của mình đặt trong xã hội thế kỷ 24, nơi mà người người đều có sức chịu đựng cực cao, cũng tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất, nhưng những người này, nàng có cảm giác nếu như nàng vô ý để đối phương bắt được, chỉ sợ là không có cơ hội chạy thoát, thế giới này thật sự là quỷ dị. Rốt cuộc bản thân mình bị đưa tới nơi quỷ quái gì, thực lực của Lạc Thanh Đồng ở dị năng giới thế kỷ 24 đã là đệ nhất không nghĩ tới vừa tỉnh lai liền đá phải tấm ván sắt, thân thể này cũng đang bị thương quá nặng, trong cơ thể một chút lực lượng đều không có, bằng không với đồng thuật của nàng, đối phó với những người đó cũng không đến mức không có sức chống trả như vậy, cứ cho bọn họ kiêu ngạo trước một trận, chờ đến khi nàng tìm được cơ hội khôi phục thương thế cùng thực lực, nàng sẽ khiến. Những người này phải chết, Lạc Thanh Đồng ghét nhất chính là bị người ta đuổi giết, bởi vì khi nàng mới vừa tiến vào dị năng giới, tình huống như vậy xảy ra quá nhiều lần, tất cả mọi người đều cho rằng nàng dễ khi dễ, muốn đầu cơ kiếm lợi trên người nàng, những người đó cuối cùng đều đã chết, hiện tại những người này cũng sẽ không ngoại lệ, trong mắt nàng lúc này hiện lên sự tàn khốc, huyết quan trong mắt sâu thăm thẳm, đúng lúc này, bên trong tầm mắt đồng thị của nàng bỗng nhiên hiện lên một đạo. Ánh sáng A, à, đây là Lạc thanh đồng ngước mắt nhìn phía trước đầy vẻ kinh ngạc, đôi môi cong cong lên một chút, nhanh chân bước tới xoạt xoạt. Thời điểm Lạc Thanh Đồng lao nhanh về phía trước, đám ngân y nhân truy đuổi phía sau nàng đột nhiên nhìn thấy nàng tăng tốc, trong mắt cũng hiện ra mấy phần kinh hãi, vừa rồi bọn họ còn tưởng rằng Lạc Thanh Đồng có thể chạy thoát là may mắn, nhưng hiện tại, thời gian truy kích dài như vậy, một phế nhân như Lạc Thanh Đồng lại trước sau vẫn có thể duy trì khoảng cách với bọn họ, làm cho bọn họ không có cách nào đuổi sát nàng, như vậy có chút khủng bố. Phải biết rằng thực lực mỗi người bọn họ ở một tiểu quốc hạ đẳng như Đông Ly Quốc đều được xem là cực kỳ lợi hại, Lạc Thanh Đồng là người mù, lại còn bị phế đi tu vi trở thành người bình thường, như thế nào dưới sự truy kích của bọn họ còn có thể bước đi như bay, ánh mắt chấn động nhìn thân hình Lạc Thanh Đồng giống như con bướm bên trong rừng cây ung rậm rạp trên dưới tung bay, xem rừng rậm như mặt đất bằng phẳng, cơ hồ bọn họ đều đang hoài nghi Lạc Thanh Đồng mắt mù cùng bị phế chính là ảo giác của chính mình. Nhưng mà chính mắt bọn họ nhìn thấy Lạc Thanh Đồng bị phế, mà hai mắt nàng còn trúng độc, độc dược là bọn họ lấy từ chỗ vị kia, lại tự tay giao cho Lạc Tâm Ngân, tuyệt đối sẽ không phát sinh sơ hở, Lạc Thanh Đồng này rốt cuộc sao có thể trở nên đáng sợ như vậy, đám Ngân y nhân càng nghĩ trong lòng càng thêm kiên định, nhất định phải bắt được Lạc Thanh Đồng, đối phương hiện tại biến hóa kinh người như thế, khẳng định trên người tất giấu bí mật nào đó. Bọn họ nhất định phải bắt được người sau đó hỏi cho bằng được bí mật kia, đồng thời, tuyệt đối không thể để nàng sống sót mà ra khỏi nơi này, bằng không một ngày nào đó nàng phát hiện ra họ làm những chuyện như vậy, hậu hoạn vô cùng, trong lúc đám ngân y nhân nổi lên tâm tư phải giết chết Lạc Thanh Đồng, một đạo ánh sáng chợt lóe lên trong mắt Lạc Thanh Đồng rồi biến mất. Ha! Trận Pháp Lạc Thanh Đồng vui vẻ nở nụ cười, khóe môi không nhịn được công như hình móc câu. Có trận pháp này ở đây, nàng sẽ không sợ đám ngân y nhân đó đuổi giết nữa, chờ nàng tránh ở bên trong nghĩ ra cách khôi phục một ít thực lực, nàng muốn cho những người đó đẹp mặt một chút. Chương 8 Nguồn Mê truyện audio com trận pháp này cũng được che giấu quá kỹ, nếu không phải Lạc thanh đồng có khả năng đồng thị, chỉ sợ là cũng không có biện pháp phát hiện ra chỗ giấu trận pháp này bên trong rừng cây rậm rạp như vậy, đợi sau khi tới gần trận pháp hơn. Lạc Thanh Đồng trong lòng càng kinh ngạc bởi vì trận pháp này Vậy mà so với những trận pháp cổ nàng từng nhìn thấy trong mấy quyển sách trận pháp trân quý ở thế kỷ 24 còn mờ mịt cùng khó khăn hơn mấy trăm lần, muốn phá giải tuyệt đối không? Phải là chuyện dễ dàng, thật may là nàng còn có đồng thuật, nghĩ như vậy, tia máu trong mắt lạc thanh đồng liền lóe lên, ngay lập tức nàng nhìn ra được quỹ đạo vận chuyển năng lượng của trận pháp này, thân thể liền lắc mạnh đi vào, chỉ là lạc thanh đồng trăm triệu lần không nghĩ tới, vừa vào bên trong đã nhìn thấy hình ảnh thập phần tươi đẹp mát mẻ lạc thanh đồng không chớp mắt nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt xuất hiện bên trong tầm mắt nàng là một hồ nước xanh như ngọc bích cao đến thắt lưng mà bên trong đồng thị màu đỏ sậm của nàng lại có thêm một đạo thân ảnh khuôn mặt hắn ẩn giấu sau một đám sương mù mờ mờ ảo ảo lúc ẩn lúc hiện cho dù đồng thuật của lạc thanh đồng giờ phút này xoay chuyển hết cỡ cũng vô pháp nhìn xuyên qua tầng ánh sáng che phủ khuôn mặt hắn càng đừng nói gì tới nhìn thấy rõ được khuôn mặt đây vẫn là lần đầu tiên lạc thanh đồng thất thủ từ khi luyện thành đồng thuật cho đến nay thế nhưng không thể thấy rõ khuôn mặt đối phương nhưng mà cho dù là vậy cũng không có nửa điểm hảo tổn phong tư của đối phương quanh thân nam nhân này lộ ra khí thế kinh người cho dù là ở trong tình huống xấu hổ như vậy cũng mang đến cho người ta một cảm giác cao quý ưu nhã cực độ cái khí thế bao quanh hắn giống như quân lâm thiên hạ vương giả hắn nằm sấp bên cạnh ao cơ thể hơi ngửa về phía sau, hai tay đặt trên thành hồ, đường cong ở lưng bởi vì động tác này mà cực lực giãn ra làm cho xương bướm hiện rõ. di chuyển lên phía trên, từ trong làng xương mơ ảo, mơ hồ lộ ra một góc cầm trơn bóng, dù chỉ lộ ra vài đường nét, nhưng cũng đủ để chứng minh nam nhân này tuyệt đối là một mỹ nam chất lượng cao, hơn nữa còn là một soái ca với thân hình tuyệt mỹ, lạc thanh đồng cảm thấy chỉ cần nhìn như vậy máu mũi đều sắp chảy ra, nàng ở thế kỷ 24 cũng coi như nhìn quen tuấn nam mỹ nữ, nhưng bất luận là mỹ nam, tiểu thịt tươi hay là lão thịt khô nàng từng thấy qua cũng không có ai có thể đánh đồng cùng nam nhân. Không lộ mặt trước mặt này, không nghĩ tới chính mình đang chạy trốn còn có phúc lợi như vậy, cực kỳ tốt nha, lạc thanh đồng đang suy nghĩ, bỗng nhiên nhận được ánh mắt sắc lạnh như băng tuyết tháng chạp từ người đối diện, trong mắt vô cùng âm u lạnh lẽo, đôi mắt kia giống như một đôi dao nhúng đầy máu, Lạc Thanh Đồng chỉ chạm ánh mắt hắn một cái, không hiểu sao lại cảm thấy sợ hãi. Nam nhân này, thật không dễ chọc, trong lòng Lạc Thanh Đồng định xuống một cái chân lý xong, nàng ho nhẹ một tiếng, muốn cùng đối phương giải thích chính mình không cẩn thận vào nhầm, nhưng mà nàng còn chưa kịp mở miệng, ánh mắt nam nhân trực tiếp đảo qua hai mắt nàng, sau đó liền không để ý nữa nhắm mắt lại, Lạc Thanh Đồng trong lòng kinh ngạc một chút rất nhanh hậu tri hậu giác phản ứng lại, trong mắt người ngoài thì mình chính là một cô gái mù a, à, quá tốt, quá tốt rồi. Có thể vừa ngắm soái ca vừa chữa thương, Lạc Thanh Đồng nói là làm, nàng xếp bằng ngồi xuống, đang chuẩn bị xem xét thương thế trên cơ thể này, đúng lúc này, bên ngoài rành mạch truyền đến nhiều tiếng bước chân hữu lực. Nàng chạy tới đây liền mất tung tích. Cẩn thận lục soát. Nàng nhất định là ở gần đây, tuyệt đối không thể để nàng ta trốn thoát chương 9 nguồn mê truyện audio com soái ca kia mới vừa nhắm mắt lại lần nữa mở mắt ra ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn về phía nàng môi mỏng khẽ nhúc nhích lạc thanh đồng vừa thấy tình huống này liền biết không ổn đối phương hiển nhiên là bị quấy nhiễu chuẩn bị đuổi nàng ra ngoài lạc thanh đồng còn chưa kịp xem xét thương thế trên người chứ đừng nói là khôi phục một chút lực lượng thời gian chạy trốn trong rừng cây dài như vậy thể lực của nàng đã sớm tiêu hao gần hết Bây giờ nếu bị đám người kia phát hiện. Nàng vô pháp trốn thoát, trong đầu Lạc Thanh Đồng chợt lóe lên chủ ý, ngay lúc canh môi đối phương vừa nhếch lên, nàng liền nhảy vào trong hồ nước, nàng rút trâm ngọc trên đầu nắm trong tay, đặt ở vị trí thận của nam nhân, cùng lúc đó, tay còn lại dùng để bịt kín miệng đối phương. Soái ca. Giang hồ cứu giúp, mượn chỗ của anh tị nạn. Anh chắc sẽ không cự tuyệt một nữ tử nhu nhược như tôi đâu đúng không? Lạc Thanh Đồng trong lúc nhất thời nảy sinh chủ ý nhảy vào trong hồ, trực tiếp dán lên người đối phương, môi nàng ở bên tai hắn, miệng cười tủm tỉm, nhu nhược cùng vô lực cầu xin, nếu không nhìn thấy một cái tay khác dưới mặt nước đang uy hiếp hắn, chỉ sợ là người ngoài cũng nghĩ nàng thập phần bất lực, Dạ Thiên Minh phẫn nộ nhìn nữ nhân lao vào thánh tuyền chữa thương của hắn, trên mặt đối phương dính đầy máu, lôi thôi đến độ nhìn không ra diện mạo. Nhưng cánh môi hơi cong lên lộ ra ý cười này lại khiến nàng có một loại phong tư tà khí làm người ta lóa mắt, chưa có ai dám đối với hắn như vậy, cảm nhận đau đơn từ vị trí trâm ngọc của người này, trong lòng dạ thiên minh tức giận tới cực điểm. Ngươi không có mù. Hắn ném cho đối phương ánh mắt lạnh băng, hai mắt nàng vẫn như cũ không có ánh sáng, môi hắn gắt gao miếm chặt, hắn thế nhưng nhìn lầm. Ha ha, ai nói, tôi chính là người mù mà. Lạc Thanh Đồng nhắm mắt lai like giả ngu, nàng cũng không muốn bị người nam nhân này phát hiện chính mình đã xem hết hắn từ đầu tới chân đâu, bất đắc dĩ mới đắc tội hắn, nàng cũng thật xui xẻo, trực giác nói cho Lạc Thanh Đồng biết, người nam nhân này rất nguy hiểm, so với đám ngân y nhân ngoài kia còn nguy hiểm hơn vô số lần, nếu như để hắn biết, nàng không chỉ uy hiếp hắn mà còn nhìn thấy thân thể hắn. Hậu quá kia, Dạ Thiên Minh căn bản không tin lời nàng. Nữ nhân này vừa mới hành động hết sức chuẩn xác, lại tàn nhẫn không phải là chuyện mà người mù có thể làm được lạc thanh đồng bị hắn nhìn chằm chằm như vậy biết không thể gạt hắn được nữa liền ngã bài tôi nói soái ca này anh nhìn tôi chằm chằm như vậy làm gì chẳng lẽ coi trọng tôi nàng lại tủm tỉm cười nhưng trâm ngọc trong tay lại càng đâm sâu vào người đối phương anh phải biết rằng một người đẹp trai như vậy nhìn chằm chằm tôi làm trái tim tôi đập loạn xạ nếu tay tôi không cẩn thận nói không chừng liền Lạc Thanh Đồng không nói hết câu, trâm ngọc trong tay ở thắt lưng của nam nhân lại nhích sâu thêm một chút, xúc cảm lạnh lẽo không lúc nào không nói cho đối phương biết. Nhược điểm của ngươi đang nằm trong tay ta. Còn nhìn ta như vậy, ta sợ tới mức tim đập loạn, tay không cẩn thận liền run lên đâm vào A. Chương 10 Nguồn Mê truyện audio com nghe nàng nói xong, cơn phẫn nộ của giả thiên minh cơ hồ muốn xuyên thủng bầu trời, đúng lúc này, Lạc Thanh Đồng bỗng nhiên cảm giác được cơ thể mình xảy ra biến hóa, nàng phân tâm đột nhiên trượt tay một chút, nháy mắt trâm ngọc kia liền rơi khỏi tay nàng, ngón tay nàng lại đụng chạm đến thân thể đối phương, cái đụng chạm này làm cho thân thể dạ thiên minh bỗng nhiên cứng lại. Ngươi Thân hình dạ thiên minh có phần cương cứng, ánh mắt tức giận nhìn nữ nhân to gan lớn mật này, nàng cũng dám. Khụ khụ, thật ngại quá. Lỡ tay, tuyệt đối là không cố ý. Lạc Thanh Đồng nhìn hai mắt như tóe ra lửa của nam nhân, trong miệng một trận ho nhẹ, nhưng mà nàng càng giải thích lại càng lúng túng, nhầm lẫn. Cái lý do này chính bản thân Lạc Thanh Đồng còn không tin được, nhưng nàng thật sự không có ý chiếm tiện nghi của nam nhân này, tuy rằng ở thế kỷ 24 nàng cũng thường xuyên ba hoa một chút, nhưng nàng thật sự không có không biết xấu hổ như vậy. Lạc Thanh Đồng cảm thấy lời giải thích của mình không đáng tin chút nào, nhưng trời chứng giám, nàng thật sự trượt tay, Lạc Thanh Đồng đột nhiên phát hiện thương thế trong cơ thể nàng tựa như tốt lên một chút, ngay cả đang điền lúc trước luôn truyền đến cảm giác đau đơn. Lúc này cũng một lần nữa sinh ra chút lực lượng, kỳ thật khi Lạc Thanh Đồng vừa tỉnh lại ở thế giới này, liền phát hiện thân thể mình bị người ta phế đi thực lực. Đó cũng là nguyên nhân chính khiến cho cơ thể này suy yếu nhanh chóng. Như vậy, đối với người luyện võ, đang điền bị phế chẳng khác gì trở nên vô dụng, trừ khi tìm được dược thảo nghịch thiên sửa mệnh, nếu không cả đời này chính là phế nhân, nhưng Lạc Thanh Đồng không tầm thường như vậy, đồng thuật của nàng có thể tự chữa trị đang điền bị tổn thương. Nhưng mà nàng cần một chút thời gian, lúc phát hiện ra cơ thể có một luồng khí chảy khắp toàn thân, đem nội thương cùng đang điền của nàng chữa trị. Lạc Thanh Đồng bị kinh ngạc mới không cẩn thận rung tay đụng đến thân thể đối. Phương Thật sự không thể trách nàng mà, bất quá khí tức kia giống như là do dòng nước này mang đến, nam nhân kia chính là đang ở đây trị thương cho nên mới làm trận pháp che giấu ở bên ngoài, đồng thời vô pháp phản kháng hành động của nàng. Lạc Thanh Đồng vừa mới đắc ý vì nàng khống chế nam nhân này quá dễ dàng, vừa nhìn đã biết hắn tuyệt đối là người không đơn giản, nhưng một chút sức phản kháng đều không có, nguyên nhân là do hắn đang chữa thương, ánh mắt dạ thiên minh lạnh băng. Đôi mắt sắc bén như thanh. Gương dính máu cứ gắt cao nhìn nàng chầm chầm, tự hồ muốn đem cả người nàng thảm sâu vào đáy lòng, cho đến khi Lạc Thanh Đồng cảm thấy bị hắn xem đến lông tóc dựng đứng, hắn lại nhắm hai mắt lại cục cục dưới đồng thị của lạc thanh đồng nước suối như ngọc bích chung quanh hai người đột nhiên sôi trào lên sắc xanh của dòng nước nhanh chóng biến mất giống như có dược tính gì đó hấp thu bên trong làm nước hồ trở nên trong suốt lạc thanh đồng nhìn một màn biến hóa quái dị này cũng cảm thấy thương thế trên cơ thể người đối diện đang dần hồi phục hắn quả nhiên là đang chữa thương chỉ là trên người hắn không xuất hiện bất kỳ vết thương ngoài da nào lạc thanh đồng đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác ánh mắt không ngừng di chuyển trên người đối phương đánh giá, tầm mắt cuối cùng lại dừng lại ở một chỗ, 10 chương đi qua chưa có bao nhiêu diễn biến, tác giả đi vòng quá trời nhiều, lúc đầu khi quyết định edit bộ này mình chỉ đọc bình luận và văn án, cũng cảm thấy hợp gu nên edit luôn mà không đọc thử vài chương. Giờ lạch cạch gõ tới đây có. Phần mệt mỏi với lối viết của tác giả, không biết mình cố được đến chương mấy đâu ba.